Hello, xin chào cả nhà. Chào cả nhà đến với kênh Thúy Malaysia. Hôm nay mình đi chùa cả nhà. Xin mời cả nhà cùng xem những ngôi chùa vào ngày Tết ở Malaysia cùng mình nha. Chùa là chùa của người Hoa cả nhà. Mời cả nhà cùng xem. Không khí Tết ở chùa Trung Hoa nha cả nhà. Đây là xung quanh cảnh ở chùa đó cả nhà. Đây là xung khung cảnh ở chùa, xung quanh chùa có bán đồ ăn nữa, đồ ăn vặt á cả nhà. Ở đây Tết á, những ngày Tết, những ngày lễ trang trí đèn rất là đẹp luôn. Thank you.
Đây nhìn từ xa xa đẹp quá ha. Treo rất là nhiều lồng đèn, trang trí rất là đẹp luôn. À, xui cho mình là hôm nay đi á, trời mưa quá trời luôn cả nhà, trời mưa năm dăm, cái mình cũng không quay được được gì nhiều quá cả nhà. Trời mưa lâm dâm, một hồi mưa lớn lắm luôn, mưa lớn mà mình nói chung là mưa tầm tã luôn á. Trời mưa tầm tã luôn. Đây là mình đó cả nhà.
chồng mình quay cho mình. Mình xin sâm cả nhà, mình xin được lá sâm tốt. Đây mình lắc mấy cái thẻ sâm đó đó, cái nó nhảy lên cái thẻ nào thì mình lấy bắt số thẻ đó. Trong cái thẻ đó nó có ghi số đó cả nhà. Đây là ở trên trần nhà đây cả nhà. Họ làm rất là công phu luôn. Có những ông vật nhỏ nhỏ rất là đẹp luôn cả nhà. Họ làm rất là công phu luôn. Đây mình sẽ quay cho cả nhà xem nè. Rất là công phu luôn. Có những cái tượng vật nhỏ đó đẹp cực kỳ luôn á.